đây linh địa ta bao mến thương, từ muôn phương đoàn con đến hành hương. Về ta bao có mẹ hiến linh, mẹ Maria rộng mở ân tình, cho nhiều tâm hồn được sống vui an bình. Thank you.
dân chúng con hôm nay lại có mặt ở đây tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao để thờ kính Chúa trong bí tích cực trọng. Chúng con tin yêu, chúng con thờ lạy Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã để lại một dấu chứng. Vì yêu thương muốn ở gần gũi chúng con, Chúa đã chấp nhận hiện diện với hình dáng bí tích để ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Cũng vì yêu thương, Chúa cho chúng con được đến gần bên Chúa trong bí tích thánh thể nhiệm màu này. Ngày hành hương tháng 6, chúng con xin kính thờ Chúa. Xin Chúa cũng chúc lành cho thiện chí của mỗi người chúng con phút này, và nhất là cho chúng con cũng biết sống bí tích tình yêu bằng những thực hành hiệp thông bác ái trong đời sống chúng con. Trước Thánh Thể Chúa tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao đây, chúng con muốn được cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa, dâng lên Chúa tất cả những tâm tình trìu mến với lòng thờ lạy kính tên. Xin Chúa cũng thương chúc lành cho mỗi người chúng con trong giờ phút thờ lạy Thánh Thể tối nay. Cho chúng con, xin tha tội cho chúng
con xin hợp với cử chỉ thờ lạy của mẹ Maria. Ước chi chúng con cũng mang lại cho Chúa niềm vui và sự ấm áp mà mẹ Maria đã mang đến cho Chúa trong đêm Giáng sinh, khi mẹ ẵm Chúa trên tay và áp Chúa sát vào lòng mẹ. Thứ ba thì ngang, nên bà xin Đức Chúa Giêsu nơi an lành. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chứ cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Quý mẫu Maria, đầy ơn cứu Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Quý mẫu Maria, đầy ơn cứu Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Thứ tư, tiếng yêu Chúa Giêsu trong đền thờ. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lấy đi quả tim chai đá của chúng con và ban cho chúng con một quả tim mới bằng cách biến đổi và ban cho chúng con những trái tim Chúa. Với mỗi kinh kính mừng trong màu nhiệm này, chúng con sẽ nhắc lại sự thần hiến của chúng con cho trái tim vô nhiễm như tội mẹ Maria. Qua mẹ, xin dâng lên Chúa Giêsu thánh thể tất cả những gì là của chúng con và tất cả con người hiện tại của chúng con. Xin Chúa thương chấp nhận thanh tân và thánh hóa. Thứ tư thì ngâm, nơi bà chân đưa Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được một lời chiêu lấy. Tạm danh đỡ cho Cha và đỡ cho Con và đỡ cho Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa cùng, xin nâng cao linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Tìm lại Chúa Giêsu trong đền thờ. Lạy Chúa Giêsu, xưa kia ở lại trong đền thánh 3 ngày, Chúa chấp nhận cái vị đi lạc để Chúa toàn phận sự Chúa Cha trao phó là cho thấy Thiên Chúa yêu thương muốn cứu độ loài người. Nay trong bí tích cực thánh này, xin Chúa dẫn đưa mọi người đến cùng Chúa để khi ở lại trong tình yêu, người ta nhận ra ý của Chúa là muốn mọi người được cứu và được sống. Với mỗi kinh kính mừng trong màu nhiệm này, chúng con chân Chúa tâm sự của những ai đã phải mất mát điều này, thiệt thòi điều kia và đang khẩn cầu Chúa khôi phục lại những gì đã bị hư hại. Thứ năm thì ngâm, đưa bà tìm đưa Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đồng giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh. Nữa Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy như anh. Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sự oan uổng. Xin làm các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Tiên là hàng làm trên dòng trái tim chúa hay thương dương. Bắt đầu trước thánh thể như này xuống là đánh trống nha. Như lại xưa nay chúng con cùng đối nghĩa cùng chúa như vậy. Vì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin chúa thương xót thứ tha.
xin mời cộng đoàn cùng dâng cao lễ hướng về học.
trong tình Chúa thương yêu. Dâng muôn con tim kề thanh tràng hoa sinh, hương thơm mân côi kinh dâng lên mẹ hiền. Mẹ đã soi đường giúp lòng con vững tin, trước tôn nhang mẹ tâm hồn con sao xuyên, ngày đêm nương náu trong trái tim. Chèo cho thuyền về tới bến.